Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Viettel. Và ngày hôm nay mình Và ngày hôm nay mình sẽ chơi cùng chị Ba mình cái trò ném huyết vào kiểu yêu cầu nhau làm cái gì làm cái gì á. Đó thì mình sẽ chơi cái trò đó. Vậy nè. Nếu như mà đưa ngồi xa xong ném vô, chẳng hạn như mình nói là chị Ba của mình sẽ phải dọn nhà một tuần. Đó thì như vậy. Thì như vậy anh kiểu mình ngồi xa như vậy nè, đó vậy đó. Ok, vô. Ngồi xa ngại à. Ngồi chị Ba ngồi đùi mình đi. Rồi sao ra chị Ba sẽ phải dọn phòng một tuần. Cái gì? Ở đâu? Đủ rượu gì? Thôi, hay khó rồi. Chị Ba sẽ mua cho mình một món đồ ở H&M. Chị Ba sẽ giặt ga của mình trong vòng một tuần, ngày nào mình cũng sẽ giặt ga. Nope. Ơi, ý là ngày nào cũng sẽ giặt á. Nghe là thấy trời cũng đổ rồi đó. Nghe là thấy trời cũng đổ rồi đó. Thì em sẽ phải bỏ tiền ra để mua đồ điện coi cho mình. Chị Ba sẽ mua cho mình một cái tấm khăn trải bàn. Ôi khó vậy. Thì phải đưa mình 200 ngàn. Cái gì? Quá đáng lắm. Thôi, nín thở luôn á. Chị Ba sẽ mua cho mình một món đồ của Mama Virus. Mama Virus là cái mày chồm với ông quỷ. Ôi. Thì em sẽ phải trả tiền cái áp buộc bên sổ cho mình. Cái gì? Chị Ba sẽ tặng cho mình cái ốp lưng của cái iPhone. Hai cái ốp lưng của iPhone. Cái chồm đâu, ngồi vậy được rồi. Rồi. Ok, thì em sẽ phải trả tiền ship cho cái iPad của mình. Cái gì? Nhiều. Sáng mai chị Ba sẽ đưa mình đi học. Mẹ lấy xe rồi. Hả? Ừ, lấy xe rồi. Thì còn cái xe của mình mà. Thì cứ ném đi. Rồi, Kêu sẽ trả tiền ship cho mình. Nữa thì ship hoài vậy. Mình sẽ order hai món đồ to bao và chị Ba phải trả tiền hai món đồ đó. Sao khó vậy ta? Trời ơi. Santa. Chị Ba sẽ mua cho mình bộ ga mới. Bộ ga giường mới. Nãy mới định mua mà cắt cái kiến xong không mua nữa. Trời ơi, thì em sẽ phải trả tiền ship cho mình nữa. Ok. Ôi. Mua bộ ga giường mới. Trả tiền ship. Mua bộ ga giường mới. Nguyên bộ nha, có cái mền nữa nha. Dạ thì không được nói lại cái mua ga giường nữa. Gà, mua ga giường mới nguyên bộ. Trời ơi, chị xem. Trời ơi, cái thôi nó bự luôn á. Nope. 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 346 minutes later. Mua đồ gốm. Mua đồ gốm cho mình thôi. Mệt quá. Không có vô cây nào đâu, trả tiền ship. Thôi các bạn, trả tiền ship. Trả tiền ship. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Trả tiền ship. Mua bộ ga giường mới. Trả tiền ship. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Vậy là tụi mình sẽ không thực hiện điều gì với nhau hết. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.